Những năm gần đây, đàn ông ngày càng đông hơn phụ nữ, nên cánh chị em phải đau đầu để chọn cho mình một người yêu ưng ý. Vì nếu phụ nữ yêu sai người, cuộc đời của họ sẽ trở thành bữa tối của loài bọ hung. Con làm sao đây? Con ham ăn, dậy muộn, hay dỗi, nói nhiều. Toàn là đức tính tốt đẹp, mà đến giờ con vẫn chưa có người yêu. Đừng khóc, rồi mấy năm nữa sẽ có hàng triệu gã đàn ông ế vợ. Lúc đấy con sẽ là của hiếm. Vậy thì tiêu chí lấy chồng bây giờ phải là một gương mặt hàng hiệu. Lông mày phẩy nai, mắt tôi yêu ta, cái mũi lếch xù, cái mồm mát ra, hàm răng thì phải là răng Rover. Thế mới là đẹp trai chứ. Chính xác. Thế nên hôm nay thầy đã chọn ra những chàng trai ưu tú nhất để kén rể cho con đấy. Nào các chàng trai, vào đây. Xin chào bố vợ. Bonjour monsieur. Tôi là A Phủ, người miền núi chất. Thằng này là Chí Phèo. Dr. Xuân, Xuân tóc đỏ. Các anh đều là những cao thủ trong làng tán gái. Hôm nay ai tài giỏi nhất, ta sẽ gả con gái cho. Tôi có tài biến hình. Biến hình? Tôi sẽ biến ông thành con tu hú, vì tôi sẽ mang con gái ông về nhà nuôi. Khá lắm. Một bữa ăn có dám tiêu hết 800 ngàn không, mà đòi nuôi con người ta. Nếu em cho anh lương thiện, anh sẽ cho em tất cả lương tháng của mình. Nói như thế thì ông có tài cán gì? Cái tài của thằng này thì cứ phải vào bụi chuối mới biết được. Hả? Thế vào bụi chuối làm gì? Ngắm chuối. Vẻ đẹp bây giờ phải là vẻ đẹp tri thức. Thưa Mademoiselle, tôi đã mất 8 năm trời học ngành y chỉ để nhận ra điện tâm đồ của tôi khi gặp em là điện tâm đồ của một kẻ đang mắc bệnh tương tư. Thế anh học y trường nào? Anh học y trên YouTube. Tuy anh học online, nhưng anh chỉ khám tim offline thôi em ạ. Thôi, Gen Z bây giờ muốn tán được gái thì phải dùng âm nhạc và hip hop. Tôi thách đấu hip hop tất cả các người. Cái đài này phát nhạc đi. Lặp 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 lặp. Ta sẽ cho người biết cách đấu b-boy của Chí Phèo. Còn ta sẽ quét nhà và xay gạo bằng điệu nhảy này. Làm vợ ra đi, ra đi. Làm việc nhà thế này, đố em nào dám nói là à lôi. Ôi giời ơi, cộng đồng mạng ấy ra mà xem chứ nó ánh thôi. Ôi giời ơi, chia sẻ đi. Đau quá. Hip hop đỉnh cao là phải phục vụ y học. Đây là các động tác chữa đau vai gáy. Một bài nhảy gia truyền của Dr. Xuân. Con cung quăng ở dưới xuôi à? Nó nhảy đẹp quá. Ta thua rồi. Té thôi. Làm vợ ra đi, ra đi. Và xin giới thiệu điệu nhảy chữa thoát vị đĩa đệ. Giỏi hip hop cũng chưa đủ để tán con gái ông đâu. Thế còn gương mặt thương hiệu nào nữa không? Có tôi. Bình gì đây? Không đời nào ông gả con gái cho một bad boy đâu.
Amazing. Goodbye. Nhưng liệu có một good boy nào chấp nhận được những điều ngang ngược của phụ nữ không? Có anh đây. Xin chào, anh là Xuân Đan. À, vẫn là anh Binzy mà. Anh đã là con người mới rồi, là Xuân Đan. Ôi, thế trong tình yêu, Xuân Đan là người thế nào? Khi đã yêu, anh sẵn sàng ngu ngốc trở thành đồ chơi trong bàn tay em, để không một quả dưa chuột nào phải xuất hiện trong Toy Story 5. Thật nhân văn. Ôi, con rể của tôi đây rồi. Nói trước là em hay giận dỗi lắm đấy nhá. Anh chịu được. Ngoài giận dỗi ra, em còn có cái giận khác đấy. Giận gì? Con cháy giận đi anh. Cá. Màn kén rể của Thị được thế giới tôn vinh là sự kiện gây ảnh hưởng nhất thế kỷ 21. Nó giúp con người nhận ra tình yêu cần có sự thay đổi từ cả hai phía. Đôi khi chỉ cần bạn cười tươi hơn một chút là người ta đã có thêm ngàn lần luyến lưu.